Phái Phúc xin giới thiệu với các bạn, đây là một trong những cái sản phẩm mà dầu thông rất là hữu ích cho sức khỏe của các bạn ạ. Cái sản phẩm này thì nó chiết xuất từ 100% là dầu thông lá kim, hiệu của Ecovit ạ. Và cái sản phẩm này thì nó dùng rất là hữu ích trong nhiều vấn đề. Ví dụ như là chúng ta có thể là massage này, chúng ta có thể cho vào bồn tắm này, chúng ta có thể xông hơi này, hoặc là chúng ta có thể xoa bóp đấy để giúp và là tăng cường cái lưu thông máu này, rồi là phòng ngừa cái cảm cúm, cảm lạnh này. Đặc biệt là đối với trẻ em mà chúng ta sử dụng cái dầu thông này, chúng ta cho vào cái nước tắm của bé và ngâm mình trong đấy thì nó ngăn ngừa rất là tốt cái vấn đề là cảm cúm, cảm lạnh của trẻ em ạ. Thực sự cái sản phẩm này thì nó giúp là thư giãn, rồi là giảm cái cảm giác đau, khó chịu, mệt mỏi trong cơ thể ạ. Và nó sẽ giúp là chúng ta ngủ ngon hơn và ngủ cái sâu giấc hơn ạ. Và nó không chỉ là giúp cho cái vấn đề về tốt về thần kinh, tốt cho hệ hô hấp, mà khi mà chúng ta ngâm và tắm cái hoặc là chúng ta massage cái dầu này lên đấy thì nó còn giảm đau xương khớp, rồi là đau mỏi cổ vai gáy. Nói chung là chúng ta có thể massage với cái dầu này hàng ngày, nó rất là tốt để kích thích cái việc lưu thông máu và giảm cái mệt mỏi và giảm đau tức thì, và nó sẽ cũng rất là tốt cho cái da của chúng ta. Và cái thậm chí là nó cũng có tốt cho vấn đề như là những cái bệnh về chàm, rồi là bệnh vẩy nến đấy, rồi là những cái bệnh mà xương khớp, rồi là những cái bệnh mà đau mỏi cổ vai gáy, viêm tắc tĩnh mạch đấy, bệnh khớp, bệnh gút, chúng ta có thể sử dụng để xoa bóp và chúng ta dùng nó rất là hữu ích. Và cái dầu thông này thì là của Nga thì chắc chắn là Pháp Quốc cũng đã nói rất nhiều lần rồi, Nga họ là đất của thông, cái trữ lượng nó rất là lớn và cái chủng loại nó rất là đa dạng và khí hậu nó rất là khắc nghiệt để cho ra cái chất lượng thông nó rất là tốt. Và Pháp Quốc thì luôn luôn chọn những cái nhà sản xuất mà thực sự là họ là những cái top đầu của Nga luôn, và ở ngay cái vùng khai thác luôn đấy, thành ra là cái giá của nó rất là tốt và chất lượng khá là đảm bảo để cho chúng ta có thể dùng lâu dài. Ở nhà sản xuất Ecovit này thì còn có cả sản phẩm uống 100% tự nhiên, đó là nó dành cho cái vấn đề đó là nó chứa cả cái dầu nhựa thông và phấn thông nữa đấy, nó chứa những cái thành phần tinh túy nhất của cái thông, thì các bạn có thể tham khảo trên trang của Facebook ạ, để chúng ta có thể chọn được các cái sản phẩm về thông rất là tốt để chăm sóc cái sức khỏe và giữ gìn cái sức khỏe của chúng ta.